Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn con đường tôi trở thành lập trình viên. Bản thân tôi không biết gì về lập trình, cũng không học đại học. Thực ra trước đó tôi là một siêu ông công nghệ. Không thể tưởng tượng được ra một ngày sẽ ngồi học code và trở thành kỹ sư lập trình với mức lương mà cả đời chạy xe chắc cũng không đủ. Trước đó, mỗi ngày tôi chỉ lao đầu vào việc đưa đón khách từ sáng đến tối. Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào cho cuộc đời hay làm thế nào để tăng giá trị bản thân hơn. Dù bỗng dưng một thời gian tôi cảm thấy sống không còn nhiều ý nghĩa nếu như cứ tiếp tục như thế này. Thực tế, tôi đã có ý tưởng trở thành lập trình viên từ sau tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên các vấn đề về tài chính, gia đình đã làm tôi bỏ lỡ ước mơ. Bằng một cách nào đó, tôi quyết định theo công việc Grab để có chi phí sinh hoạt. Tôi trở về với hiện tại, hôm nay tôi sẽ chia sẻ con đường tôi trở thành kỹ sư lập trình của bản thân. Như mọi ngày sau cuộc xe nghỉ ngơi tại quán trà đá vỉa hè, tôi bỗng dưng cảm thấy bản thân mình cần có một kế hoạch mới cho cuộc đời. Tôi muốn kiếm được nhiều tiền hơn, tăng giá trị bản thân và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đỡ vất vả hơn. Vì vậy, tôi quyết định theo đuổi lại giấc mơ ban đầu và tìm hiểu làm thế nào để trở thành lập trình viên. Tôi đã lên Google và tra các thông tin như làm thế nào trở thành lập trình viên là gì và các khoa học lập trình viên. Cuối cùng, tôi tìm được thông tin khóa học PHP Full Stack trong 9 tháng của Học viện Đào tạo Công nghệ NIT ICT Hà Nội. Khóa học kéo dài trong 9 tháng và được Học viện đảm bảo công việc sau khi tốt nghiệp và chứng chỉ quốc tế, giúp tôi có thêm kiến thức về công nghệ thông tin và lập trình web. Một số thử thách ban đầu là nội dung chính code học thực rất khó. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên NIT ICT Hà Nội rất chuyên nghiệp và tận tâm giúp đỡ tôi trải qua khoảng thời gian đầu để nhập cuộc với các bạn trẻ. Trong quá trình học, cần phải hiểu kỹ về frontend, backend, PHP Web, Laravel, Framework. Phải nói rằng thật sự may mắn vì sau khi tốt nghiệp được giới thiệu trở thành internship của một công ty Hàn Quốc. Sau 3 tháng thử việc, tôi chính thức ký hợp đồng trở thành kỹ sư phần mềm. Không chỉ công việc trong công ty, với năng lực kỹ sư phần mềm, tôi còn rất nhiều các dự án ngoài khác với mức thu nhập đáng để nhiều người cao nhất. Vậy, lời khuyên tôi dành cho các bạn đó là hãy thử theo đuổi ước mơ của bản thân một lần. Biết đâu bạn lại thành công với ước mơ của chính bản thân mình.